Rồi, anh Bình Điền xin kính chào tất cả các anh em. Rồi, rất vui được gặp lại anh em trong clip mới hôm nay. Thì chúc anh em một ngày mới nhiều may mắn và thành công nha. Đến với dân hàng thuốc nuôi gà hôm nay của em thì em giới thiệu cho anh em một vài sản phẩm. Thì trong quá trình mình thi đấu thì cần cái độ bền bỉ dẻo dai nước khuya thì có rất là nhiều cách. Mỗi người một cách nuôi để mà có cái độ bền bỉ dẻo dai khác nhau. Nhiều khi bình thường các anh em sổ thấy bo lớn ngon lành, suốt ngon lành, nhưng mà tới chừng khi thi đấu thì cái nước khuya nó lại không có. Thì các anh em thấy hiểu rồi, nước khuya nó có lòng chịu được, sử dụng những cái loại thuốc tăng bo cắt tóc nó sẽ có giảm đau, sẽ có nước ói trong đó, nó sẽ có độ bền bỉ dẻo dai, nhưng mà cái chân nó không có sút được thì cái độ bền bỉ dẻo dai để làm cái gì? Lúc đó mình làm bia cho người ta không là các anh em sẽ hiểu rồi, nó sút không được nữa, sút không có lên chân, nó đó là cái vấn đề rất là nan giải, không ai mà không có sợ gặp, không ai mà không sợ những cái tình trạng như vậy. Nó bởi vậy hôm nay em giới thiệu đến anh em một vài loại thuốc trong cái đơn hàng của khách hôm nay đặt, thì sẵn đây em nói công dụng của những cách những cái loại thuốc đó cho anh em coi. Đó, số điện thoại em là 0362385669. Thì em chuyên bán các loại thuốc nuôi gà, các loại phụ kiện kèm theo như là cựa, nghệ, đá mài, xà bông, thuốc sổ lãi, thuốc trị bệnh và thuốc trị bệnh, loại thuốc trị bệnh thông thường. Thì anh em nào không biết thì có thể alo em để em tư vấn cho anh em loại sản phẩm là cho nó hợp lý. Tùy từng con gà, tùy từng thời điểm mà mình sử dụng cái loại thuốc cho nó hợp lý nha, chứ không phải mà thuốc các anh em muốn sử dụng sao sử dụng đâu. Nó đừng có nghĩ mà trên thị trường có một vài loại thuốc nói như là thuốc tiên vậy đó, sử dụng vô một cái là nó đầy đủ công dụng hết trơn, nói y chang ngay tim các anh em hết trơn. Ô phải, ô ngon này, ngon nè, thuốc này ngon nè, ghẻ mà ngon nữa. Các anh em đem về các anh em xài thử mới biết, đừng nghe lời quảng cáo người ta. Nó ngay cả em vậy, nó giờ em nói vậy, nhưng tỷ lệ nuôi khách hàng bên em 10 người sẽ có một người bị gớt, chứ đừng nói mà tỷ lệ 100%, không có tỷ lệ 100% đâu, nó chỉ 50-50, thí dụ vậy. Tùy theo cái thứ nhất là cái thuốc chất lượng, thứ hai là cái cách con gà của anh em nó hấp thu, với lại thứ ba là các anh em mời vô mồi vô thuốc chăm sóc nó như thế nào nó mới đạt được hiệu quả. Nói chung là phải là đầy đủ tùm lum hết. Rồi giờ em giới thiệu anh em những cái loại thuốc giúp tăng bò siêu lì, nước cuối vẫn còn sút bò lớn. Rồi thì anh em bây giờ xem kênh, nếu mà thấy hay thì cho em một like. Còn anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của em nha. Em chia sẻ trong từng clip cho anh em. Đó, đây. Thì nó, cái đơn hàng buổi trưa em hôm nay thì cũng đơn giản vài đơn vậy thôi. Ngày thì cũng được vài lần như thế này anh em ơi, một hai lần, nhiều khi cũng có một lần luôn. Đó, lúc này hơi bị ế anh em ơi. Rồi loại thuốc thì em muốn giới thiệu đến với anh em ở đây đó. Thì em có 3 loại đó. Thì nếu mà có thể thì anh em sử dụng thằng B15, B12 này. Nó là một dạng thuốc nuôi luôn, rồi là cũng là một dạng thuốc ốp. Nó là một dạng thuốc ốp, chỉ sử dụng 5-6 ngày trước khi thi đấu thôi. Nè, thế này là theo khuyến cáo của nhà sản xuất, mỗi ngày một viên trong 5-6 ngày trước khi thi đấu. Đó, mỗi ngày một viên thôi. Đó, còn cái cách theo bây giờ mình nuôi thì cái này cứ 3 ngày cái này uống một lần. Nó che thì khoảng 4-5 ngày cái này uống một lần. Bây giờ cái viên thuốc này là viên thuốc nó tròn mà hồng tròn tròn á. B15B2 nè. Hồng tròn tròn mà nó hơi bị khó bẻ. Nên khuyến cáo anh em sử dụng cho gà che thì các anh em 4-5 ngày cái này cho nó uống một lần, đừng uống theo kiểu gà nội. Ngày nội thì 3 ngày cái anh em uống lần thì ok rồi. Cái thuốc nó sẽ nè, đây cái hình ảnh cái viên thuốc B15 B12 đây. Nó tròn kiểu này nè, bởi vì các anh em cắt xào cắt. Rồi bẻ xào bẻ giờ. Nó hơi bị khó, nhưng mà mình có cái khuôn thì dễ cắt được dễ. Còn em có cái viên thuốc đây. Đó, nhiều khi này em đưa lên để cho anh em xem để nhiều khi được cho anh ai cho đó cho vài viên thuốc về sử dụng. Ôi, ok quá, thằng đó nó xài thuốc này nè, bò nó lớn dữ lắm. Đó. Giờ mà không biết thuốc gì thì giờ này cái này nè, nó viên mà hồng hồng nhạt nha anh em. Nhiều khi nó lâu lâu nó có cái lô hồng đậm xíu. Nó hoặc là vô camera, ủa camera sao nó thấy nó màu hồng hồng đậm đậm gì đây, nó không ăn cái màu. Đó, thì công dụng của thằng này sẽ giúp khỏe gân cốt, ổn định nước máu.
nó khỏe gân cốt thì các anh em biết rồi, thì cái độ bền bỉ dẻo dai thì gân cốt nó mới, gân cốt bền bỉ, gân cốt nó khỏe mạnh nó mới bền bỉ dẻo dai được. Còn mà gân cốt yếu thì làm gì có độ nước khuya được, nó đâu có độ đàn hồi đâu. Như người mình vậy thôi, gân cốt yếu thì các anh em sẽ èo uột lắm, chứ không có sức khỏe, không có sung sáo đâu. Đó, thì một hũ về là 100 viên là 300k. Nó thiền này nó có hai cách sử dụng là vậy. Đó, nhưng mà anh em nuôi nên 3 ngày uống lần thì nó ok hơn, vì sử dụng khoảng thời gian dài. Khi mà sử dụng thằng này thì đối với con gà của anh em là phải có một cái điều kiện là ăn uống ngon lành, nước máu tốt. Cái anh em sử dụng thằng này vô nó mới hấp thụ được chất dinh dưỡng nhanh nha. Còn những con gà nào mà chưa ăn uống, hoặc là những con gà ngoài vườn mới bắt vô thì các anh em đừng nên sử dụng này. Nó hiệu quả không có cao đâu. Rồi lúc đó để thừa thuốc hay là để thừa này kia lum lá chứ. Đó, thì chưa có nước máu thì nuôi cho lên nước máu xong đi. Các anh em phải sử dụng này. Thằng này nó chỉ sử dụng ổn định nước máu thôi. Thành phần B12 nó rất là ít. Đó. Nó không có nhiều đâu. Rồi ok, sản phẩm thứ hai là Omega C1 nè. Các anh em mà cảm thấy mà con gà vô cái tai mà nó cà phiều gần tới ngày thi đấu rồi, nước máu đồ ngon lành, bo tốt đồ dữ lắm mà vô tai nó không có ngon, rồi lại với lại sổ nó không được như chân chân là nó muốn hết chân rồi. Rồi do vấn đề cơ bắp nó không được săn chắc, nó như người mình vậy thôi, cơ bắp không được săn chắc thì những người đó thì lúc nào nó cũng yếu rồi. Còn những người nào mà cơ bắp săn chắc thì lúc đó độ bền bỉ dẻo dai nó khuya nó sẽ có đó. Thằng này là khi mà sử dụng thằng này thì đối với những con gà đã có tai rồi, cái này sử dụng thằng này nó mới hay. Mega C21 là thành phần C này là canxi nha anh em. Nó sẽ giúp chắc khung xương, ổn định khung xương, chắc mỏ, chắc móng con gà của anh em. Những anh em gà đòn thì nên sử dụng thằng này, vì gà đòn thì anh em sử dụng ở mỏ móng là rất là nhiều. Với lại cái khung xương nó chắc, nó sẽ cho cái bo, cái đòn rất là dữ. Đó, khi mà trong quá trình mình chơi thể thao á, thì cái vấn đề mà sức khỏe và cái sức mạnh nó rất là quan trọng. Đó, thì này khi mà ăn gà mập quá thì các anh em sử dụng này vô. Khi uống này thì gà các anh em sẽ đứng số ký lên nè, nó không lên ký nữa, nó sẽ săn cơ từ từ. Giảm mỡ nó không có nhiều nhưng mà nó sẽ săn cơ từ từ. Còn muốn giảm mỡ thì các anh em phải tập luyện nhiều, cho nó quần độ nhiều nó mới săn. Còn mà những con gà mỡ mỡ các anh em đưa này vô nó chỉ đứng số ký thôi. Còn giảm mỡ là do vấn đề anh em mà tập luyện cho nó. Còn những con gà nào mà vô tay ngon mà nhưng mà nó không có chắc được á, thì các anh em sử dụng thằng này luôn. Nó thì cách sử dụng của nó là các anh em uống mỗi ngày. Nó con gà có tay rồi các anh em mới sử dụng thằng Mega C1 rồi nha. Còn chưa có tay các anh em uống vô là nó không có lên ký nữa, đừng để thừa ha. Một hũ về là 100 viên là 200k. Đó là hai loại. Còn một loại nữa là tăng độ bền bỉ nước khuya nè, nước khuya vẫn còn suốt đây. Vợp led cao quy 70k một dĩ 10 viên nha. Còn các anh em lấy một hộp là 10 dĩ 100 viên. Đó, cái này là những khách hàng của bên em là sẽ tới sẽ lui, mà nhưng mà nó cái người ta ít, số lượng người ta ít nên người ta mua một lần có 5 dĩ thôi. Thì cái cách sử dụng của thằng này, một tuần các anh em có thể uống một lần để cho khỏe mạnh cái cơ bắp. Cách thứ hai là các anh em sử dụng 2 ngày trước khi thi đấu, chứ không có sử dụng nhiều. Nhiều nữa thì chỉ qua ngày thứ 3 các anh em chỉ uống một viên, nếu mà qua ngày thứ 4 không có chạy nữa các anh em xỏ bỏ, chứ không uống nhiều. Bởi vì thằng này là khỏe mạnh cho cơ bắp, nó tác dụng vô cơ bắp nhiều. Thì các anh em biết rồi, nếu mà tác dụng vô cơ bắp nhiều thì cái cơ bắp mình dễ bị bó cơ. Nó săn cái cơ, giúp gọi là nó thúc đẩy quá trình các sợi gluten cơ bắp nó kết lại với nhau. Đó, nếu mà kết lâu quá thì nó sẽ nhiều quá hoặc là lâu quá nó sẽ gây ra tình trạng bó cơ. Nhưng mà đến một cái lúc vừa phải thì nó sẽ gây, nó có cái tác dụng rất là cao. Cho dù các anh em tới nước khuya cỡ nào nó vẫn suốt nha, chứ không phải mà nó dựa vô nó hết chân đâu. Đó, rất là hay. Đó, anh em nào chưa xài có thể xài thử. Thằng này là em bán rất là nhiều nên em biết cái công dụng của nó. Sử dụng ở đây em chỉ sử dụng nó 2 ngày thôi. Còn bình thường thì em sổ em mới xài nó. Ngày mai em muốn sổ là này em xuất vô 2 viên liền. Mai sổ, ngày sổ xong gà nó khỏe ghê luôn. Như là chưa có chuyện gì xảy ra chứ. Cho dù sổ sâu luôn nữa. Cái anh em mà sổ buổi sáng này chiều thấy nó vẫn khỏe ghê. Chứ không phải như bình thường cái mình không xài thuốc á, thì chiều có thấy nó làm như nó lẳng lãng, nó xi xi, cái nó không sung nổi vậy đó. Đó, rồi đây là ba loại thuốc.
Mega 15, 12, Mega C1 và Red Kawi. Nếu mà có thể các anh em sử dụng một trong ba loại này hoặc là kết hợp như thế nào đó để cho nó hợp lý. Các anh em có thể sử dụng ba loại này chung một lượt cũng được, nhưng mà phải chia khoảng thời gian. Cái đó có thể thì anh em tham khảo bên em ha, để liên hệ với em để mà em chỉ cách đó, chứ không phải mà một loại vẫn được. Các anh em uống ba loại vẫn được, nhưng mà phải có thời điểm khác nhau, chứ không phải mà muốn uống sao uống. Rồi, đây ba loại thuốc. Thì anh em nào mà muốn tăng bo siêu lì dẻo dai bền bỉ phút 90 thì đây nó giải sản phẩm cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha. Rồi, em kết thúc đoạn clip của em hôm nay tại đây.